Thưa quý vị, cứ mỗi độ Tết đến, mọi người con Phật đều đón chờ thời khắc thiêng liêng đọc thư chúc mừng năm mới của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp đón Tết Tân Sửu, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã gửi thư chúc mừng năm mới tới các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, đồng bào và cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Không khí Tết cổ truyền dân tộc với niềm hoan hỷ vô biên đang tràn ngập trên đất nước Việt Nam thân yêu. Trong thời khắc thiêng liêng chào đón xuân mới Tân Sửu 2021, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi tới toàn thể các cấp giáo hội, Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị cùng đón xuân Tân Sửu thắm tình đạo vị, đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu trên đạo lộ tu tập giải thoát dưới ánh hào quang soi chiếu của mười phương chư Phật. Nhìn lại năm Canh Tý 2020 vừa qua là một năm đầy biến động khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và hoành hành khắp nơi trên thế giới, thách thức tất cả những tiến bộ khoa học của nhân loại. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chúng ta tự hào là dân tộc luôn có sức mạnh chiến thắng của sự đoàn kết, trí tuệ và lòng từ bi, tình thương yêu đùm bọc để vượt qua mọi thách thức của thời đại. Phật giáo Việt Nam tự hào luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử, sát cánh cùng cả nước trước mọi hiểm nguy để làm nên những giá trị cốt lõi của chiến thắng, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân. Đón chào năm mới Tân Sửu 2021, có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đất nước ta bước vào thời kỳ mới với mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển hướng đến kỷ niệm trăm năm ngày thành lập nước. Chào mừng đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước, đoàn kết, tâm huyết, bản lĩnh, trí tuệ, luôn sáng tạo đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thắng lợi to lớn, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, toàn dân ấm no, hạnh phúc. Năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 40 năm trưởng thành, hội nhập và phát triển cùng đất nước. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp giáo hội, của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhằm khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kết tinh trí tuệ, là chủ thể, kế thừa lịch sử hàng ngàn năm Phật giáo Việt Nam hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc. Đồng thời, năm nay các cấp giáo hội tiến hành đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Với quyết tâm cao và sự tinh tấn nỗ lực không ngừng, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hòa hợp, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát bồ đề tâm nguyện lớn lao, hành động thiết thực, trao dồi giới định tuệ, thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu Phật sự quan trọng của nhiệm kỳ 8, tạo đà và động lực thúc đẩy các hoạt động Phật sự của giáo hội trong giai đoạn tiếp theo trong thế kỷ 21. Nhân dịp xuân Tân Sửu, thay mặt các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, tôi gửi lời chúc mừng năm mới, vận hội mới, thắng lợi mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc mừng Đại hội Đảng và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền về sự quan tâm giúp đỡ đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tăng Ni, Phật tử sẽ tích cực tham gia vào Ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công viên mãn. Cả nước chung tay cùng nhau đem đến sắc xuân làm cho cuộc đời mãi mãi tươi đẹp. Kính chúc toàn thể quý vị và đồng bào đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Tân Sửu, an lạc, thịnh vượng, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong năm qua, tỉnh Quảng Nam chúng ta đã phải gánh chịu nhiều khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh và bão lũ. Vượt qua một năm cũ đầy bộn bề đó, Tết luôn giữ nguyên vẹn ý nghĩa là cơ hội để mỗi người con quay về sum họp bên gia đình, bên mái già lam thân yêu để tự soi rọi lại chính mình, từ đó hướng về tương lai trong năm mới thật hỷ lạc, tỉnh thức. Để chuẩn bị đón Tết Tân Sửu cho nhân dân Phật tử trong và ngoài tỉnh vào những ngày giáp Tết, các chùa xứ Quảng đều đã gấp rút cùng nhau hoàn thành việc trang trí, tạo cảnh quan tươi đẹp để mọi người lễ Phật, cầu an đầu năm và du xuân chốn thiền môn. Sau những ngày bão lũ lạnh lẽo, mùa xuân ấm áp đã về với tất cả bà con xứ Quảng.
hòa nhập vào sinh hoạt của xã hội, hướng về các giá trị cổ truyền tốt đẹp. Trong những ngày cận Tết này, các từ viện, sứ quán đều trang hoàng rực rỡ, trở thành nơi sinh hoạt tâm linh ý nghĩa của chư tôn đức, Phật tử và mỗi người dân hướng đến năm mới Tân Sửu 2021. Điểm qua một số từ viện trong tỉnh như chùa Đạo Nguyên, chùa Hòa An, chùa Kỳ Viên, chùa Linh Bửu, chùa Đông Yên, chùa Trường Thọ, tỉnh xã Ngọc Kỳ, thành phố Tam Kỳ, chùa Phước Ân, chùa Lầu, huyện Duy Xuyên, chùa Giác Nguyên, chùa Phước Ấm, chùa Pháp Nguyên, chùa Hưng Mỹ, huyện Thăng Bình, chùa Hương Sơn, huyện Quế Sơn và một số chùa khác. Vào thời điểm trước giao thừa khoảng một tháng, chư Tăng Ni và Phật tử các chùa đều từng tay bố trí trang hoàng cờ hoa, đèn lồng, hoa mai, hoa đào, cây nêu, tiểu cảnh quê, nhiều công trình mang tính nghệ thuật cao để Phật tử về chùa trong dịp năm mới thành tâm cầu nguyện bình an, hái lộc đầu xuân, chụp ảnh lưu niệm. Tất cả đều gợi lên một hình ảnh thân thương, gần gũi của Tết Việt. Mỗi độ xuân về mà đến cái không khí vui xuân đón Tết thì tất cả tăng ni tín đồ Phật tử ở trong tỉnh đều hưởng ứng cái phong trào và Tết vì người nghèo, có những cái phần quà hướng về các cái vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người để mà tạo cái hoàn cảnh vui xuân đón Tết được rằm ấm hơn. Hiện nay các chùa cũng chuẩn bị cái cây kiển để treo những cái lọc trên đó để cho đồng bào Phật tử chúng ta trong cái ngày đầu năm để hái cái lọc mà ai cũng mong rằng có cái lọc may mắn nhất cho cuộc đời của mình. Cho nên cái tục lệ hái lọc đầu năm cũng đã có trong các cái đêm giao thừa. Ngôi chùa cũng là ngôi nhà chung của tất cả những người con Phật. Thế nên, Tết ở chùa cũng được nhiều tăng ni Phật tử nao nức chuẩn bị. Những ngày cận Tết, các chùa trong tỉnh cũng gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị các câu đối đỏ. Nhiều Phật tử dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để chùa làm công quả, sắm sửa đón Tết cho ngôi nhà tâm linh của chính mình. Chốn thiền môn cũng trở nên nhộn nhịp, ấm áp, tất bật hơn. Chúng tôi những người phụ nữ rất là bận bịu với công việc gia đình nhưng mà vẫn cố gắng thu xếp để về đây cùng với thầy, cùng với các bạn Phật tử để làm công đức trong những ngày cuối năm. Đó là niềm vui của bản thân tôi và gia đình. Ngoài ra còn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người để đến dâng hương chùa trong những ngày đầu năm được trang trọng, cầu mong cho một năm mới của đất nước chúng ta được an lành và những dịch bệnh được đi qua để cho chúng sanh được vui vẻ. Các bạn thấy rằng chùa Trường Thọ của chúng tôi đây, hoa quả rất là nhiều, màu sắc rất là nhiều. Đây là công sức của thầy phần lớn và của chúng tôi là chỉ một phần ít thôi. Là mấy tháng ròng như vậy, hôm nay là có ngày đâm hoa cái trái, hoa quả hoa và màu sắc rất là nhiều để tạo cái quang cảnh chùa rất là đẹp cho hôm nay và cho những ngày sắp đến khi mà các Phật tử đạo hữu gần xa đến lễ Phật trong những ngày đầu năm. Đi lễ chùa xin lộc đầu năm từ lâu đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là một nét văn hóa truyền thống rất đẹp của người Việt Nam. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhiều người Việt vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là sau giây phút đón giao thừa, người dân đi chùa là để hướng con người nghĩ đến cái tâm tốt lành, hướng thiện, đức từ bi, trí tuệ của nhà Phật. Đi chùa xin lộc đầu năm, cho lòng thanh thản, cho tâm an lành. Truyền thống mà hái lộc, cầu lộc nhân cái ngày đầu xuân để cầu nguyện cho một năm được
suôn sẻ, vạn sự đều biết tường, thiện có từ xa xưa. Riêng ở các chùa, cái phong trào mà hái lộc để đem lại bình an thì cái tập tục nó cũng lâu đời. Có người tới xách cái đèn ở chùa về, có người xách lượm trái cây, có người là bức hoa lá trong chùa. Thì họ chỉ cầu mong một điều là tốt đẹp, đem cái lộc xanh lộc đỏ về chùa. Nhưng mà khi sau một đêm vô thừa thì cái chánh điện nó mất trang nghiêm, vì về hoa quả thì bị lái mất rớt, hay là cành hoa ở sân chùa thì cũng tan nát hết. Khi tôi về chùa Lào thì tôi mới nở ra là tôi lấy lời kinh tôi phổ thơ. Hai câu đầu thường thường là lấy lời kinh để phổ thơ khuyên tu, hai câu sau thì tôi chúc phúc. Ví dụ như cái câu là tháng thì kẻ bệ hạn ta, bệ thì ca cứu hóa ra bụng phiền, tịnh tâm hướng thiện là tiên, ê cũng chính bận hiền mới hay. Đó là những câu phước cứu chuyển hóa ra thành thơ. Thơ của tôi thì đến nay cũng là có 1000 bài rồi. Ví dụ như những bài mà tôi soạn để làm cái lập xuân chúc tết cho Phật tử, nên là tăng sử năm mới đã vừa xong, gia quyến phát tâm hướng đạo Phật, cha con hòa hiếu theo năm tháng, ngũ phúc xong lâm môn hưởng thanh nhàn. Hay là thương người hiếu kính mẹ cha, lạ Phật lễ sớm vị tha giúp đời, chung sang đẹp khắp mọi nơi, cả nhà hòa thuận thảnh thơi tâm hồn. Thì tôi soạn rất nhiều như thế này để làm cái câu chúc chung cho họ. Bởi lẽ bây giờ cái truyền thống mà đầu năm người ta nói đi lễ Phật, đi viếng cảnh chùa, cái ngôi chùa anh gắn liền với cuộc sống tâm linh của người dân. Từ bao đời đến nay, xin cô đói họ cũng đến chùa. Rồi mọi chuyện chi mà khúc mắc trong cuộc đời họ cũng đến chùa. Cho nên một vị sư mà ở chùa làng thì hắn giống như ông thầy đồ vậy. Đói cũng được một chút, liễn cũng được chút, thơ cũng có một chút. Để chi? Để gỡ rối và đáp ứng mọi cái tín ngưỡng dân gian cho họ. Cái thứ hai nữa, cái lập xung á, sở dĩ xưa nay người ta nói tao nhân á là chỉ cho những nhà văn, nhà thơ, mà mặt khách á là những vị khách trầm mặc để chỉ cho người tu. Cho nên tao nhân mặt khách thì tu sĩ và thi sĩ văn nghệ hắn đi đâu với nhau, cũng như họ thường nói là danh lam thắng cảnh. Danh lam, lam là chùa, là những ngôi chùa nổi tiếng, thắng cảnh là những cảnh đẹp đó. Cho nên nhé, cái ngôi chùa mình phải tạo như một cái nét văn hóa để cho người dân họ có chỗ quay về. Từ cái tiếng chuông, từ mới chùa cam cao cho đến cái nêu câu đối thì cũng nhà chùa chúng ta cả phải luôn luôn phát huy và gìn giữ cái nét đẹp văn hóa của dân tộc để đem lại một cái nguồn vui về đời sống tâm linh cho người dân. Bởi vì ngày lễ chùa ngày mùng một tết không phải Phật tử đến không, tôn nhân mặt khách mọi người dân ai cũng đến chùa để cầu nguyện một cái điều tốt đẹp cho một năm đó. Cho nên cái nghĩa lập xung thì từ đó hắn có giá trị thiết thực riêng để họ xóa đi với cái những cái mê tín dị đoan, những cái việc sát sanh đầu năm. Trong đại dịch Covid-19 và đợt bão lũ năm qua, tăng ni Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã cùng nhân dân vượt qua những tháng ngày đau thương mất mát, cùng sẻ chia và cùng phục dựng lại một cuộc sống mới với rất nhiều nỗ lực. Hiện nay,
tình hình dịch bệnh tái bùng phát trong cộng đồng diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu tại các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra sôi nổi, mang đến cho mọi người cảm giác vui tươi của một mùa xuân mới. Mặt khác, chư tăng ni tại các tự viện trong tỉnh luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo nhân dân Phật tử đón Tết an toàn. Hàng năm thì tất cả các chùa để tránh những cái điều như mà như sau, tế hạn, sóc sanh, mà cúng tế kỳ yên ở xóm ở làng, thì ở chùa cũng có một cái pháp tha thế, đó là khai đàn dược sư, trì chú đỡ bi, phóng sanh để nguyện cầu hồng mãn tâm bổ, gia hộ cho họ bình an trong một năm. Bên cạnh đó khuyến thiện, nghĩa là chỗ nào mà ai làm việc thiện thì được quả thiện, cứ khuyên họ từ tu tâm dưỡng tánh, thăng ngay ý sáng khảo hòa, đó là để cho họ tích phúc. Bên cạnh đó khuyên họ phóng sanh, làm lành, hiếu kính mẹ cha, để họ tan phúc, một phúc nhiều thì quả hết. Thì từ đó bình an một năm. Thì riêng năm này á, thì bệnh dịch tràn lan, thì cái khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch cũng như văn bản của Thủ tướng Chính phủ, nghị định văn bản 16-19 về công tác phòng dịch cũng như ở các địa phương, thì cái việc phòng chống dịch thì phải nói một điều là tăng ni và Phật tử Việt Nam nói chung và ở tỉnh Quảng Nam nói riêng là đi đầu trong cái việc phòng chống dịch. Từ cái khu phong tỏa, khu cách ly cho đến những hậu Covid là tham giúp những cái nơi khó khăn khi bị cách ly. Thì cái đợt ba này thì trúng đang dịp Tết, thì cái dịp Tết nên điều đáng lo nhất là khí trời nó không nóng bức như cái đợt dịch thứ hai, là nó sẽ hủy diệt đi cái virus đó. Nhưng mà cái mùa xuân này thì khí trời nó ấm áp, thì cái điều kiện sinh sôi nảy nở của Covid vẫn tồn tại trong khí lao. Thì cái chùa Lào nói riêng cũng như tăng ni Phật tử của chúng ta nói chung, vì cái tinh thần mà lợi ích dân sinh đứng lên hàng đạo, thì trước tiên là khuyến cáo cho bà con tín đồ đến chùa thì phải đeo khẩu trang. Mỗi chùa nói chung và chùa Lào nói riêng là cũng có bình sát khuẩn, khẩu trang để phát cho bà con lễ Phật, và cũng khuyến hóa là giỡn cái tập trung đông người. Tuy nhiên thì Quảng Nam mình mới là phòng dịch chứ chưa chống dịch, bởi vì chưa đấy, chỉ cảnh giác cho những người mà ở nơi phòng dịch về, có việc gì là mình khuyến cáo họ là khai báo y tế với chính quyền, còn cái chuyện cách ly, chuyện như thế nào là chuyện của cơ quan chức năng. Thì cái mùa cầu ăn năm nay, nếu như mà dịch không xảy ra thì chúng ta chỉ tham công tác phòng dịch theo tinh thần 5 không, còn khi mà có dịch thì chúng ta phải triệt để tuân thủ theo cái sự khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là kêu gọi của Trương Vũ Hậu, là vì lợi ích cộng đồng, vì lợi ích nhân sinh và vì cái thịnh suy của một quốc gia, cho nên chúng ta phải triệt để tuân thủ, để cho dịch bệnh còn ngày đừng có lây lan và sớm chấm dứt trong cộng đồng Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng. Xuân về hoan hỷ trong ánh đạo, đón Tết từ bi chốn cửa thiền. Mùa xuân về, thầy trò huynh đệ đạo hữu Phật tử lại cùng nhau đón năm mới với nhiều hy vọng và mong ước về một ngày mai tươi sáng hơn, hạnh phúc an lạc hơn. Và cho dù trải qua bao biến thiên,
bao tác động của đời sống, thì xuân nay cũng như nhiều mùa xuân tới, Tăng Ni và bà con xứ Quảng vẫn chung tay cùng nhau đón nhận tất cả những buồn vui, gian nan, phúc lành một cách đơn giản, mộc mạc, luôn thấm đượm tình đạo vị với những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Chúng tôi cũng xin gửi đến các vị chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức Tăng Ni trong toàn tỉnh thân khỏe, tâm an, Phật sự viên thành. Và chúng tôi cũng xin chúc các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện và địa phương một năm mới an khang thịnh vượng, và cũng xin cầu chúc cho các Phật tử trong tỉnh đón một mùa xuân an vui trong cuộc sống. Không riêng xứ Quảng, khắp nơi trên đất nước, khi xuân về, mọi người chúc Tết nhau, du xuân và không quên đi vãn cảnh chùa, lễ Phật, hái lộc đầu xuân, trao tặng câu đối đỏ, tìm lại sự bình yên thanh tịnh trong tâm hồn, cầu nguyện cho năm mới Tân Sửu, mọi sự tốt lành, mưa hòa gió thuận, mọi nhà được an khang, hạnh phúc. Cái phong tục của Việt Nam chúng ta là đang có cái câu đối nhà Tết chứ, là thịt mỡ, dưa hành, cao đối đỏ, cây nêu, tràm phó, bánh trưng xanh. Đó là cái hầu thơ, hầu Tết của Việt Nam. Nhưng mà Lao thì là bị mơ một bởi yếu tố khách quan, trong đó có chủ quan. Cho nên hôm nay thì mấy năm gần đây thì cũng bảy tám năm ở đây là tôi muốn phục hồi để những cái câu đối đỏ, cây nêu. Và ở chùa thì không có thịt mỡ đó thôi, với là dưa hành thôi, chứ còn phục hồi lại hết. Ví dụ cái cao này là tôi soạn là năm mới cầu mẹ già mạnh khỏe, cả năm vui như Tết. Anh đi đấu lệ là xuân về mong gia quyến ăn vui, ngà tháng đẹp tợ xuân. Ý nghĩa là như thế. Cuối năm thầy tặng cho con cao này để về nhóm là phòng khách để phục hồi lại cái câu đối đỏ và cái phong tục mà xin chữ ngày xuân. Xã hội ngày càng phát triển, dân trí ngày càng được nâng cao. Chúng ta hy vọng nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần phải có ý thức hơn trong việc bảo vệ và phát huy văn hóa tâm linh nơi cửa Phật như một nét đẹp của văn hóa truyền thống bao đời của dân tộc.